chào lại các bạn nha. Mình ngưng một chút bởi vì nó sợ nó quá thời gian không có bỏ lên được. 10 phút mấy rồi. Clip kia 10 phút mấy rồi đó. Mà nó nhiều quá. Thì mình chia ra. Đó, đây. À, đồng hồ nữa nè. Hoa đẹp. Đó, cái này là hoa nè, chắc trưng ở phòng khách. Hoa này chắc để trưng ở phòng khách. Giờ rồi không biết. Để xem 12:36. Cái cha nó xong đậu hứa. Cái này là cái gì vậy? Đựng đồ nè, để trên bàn đựng đồ nè. Không có quay được. Cái này quay được nè. Nó đựng đồ quay, muốn lấy gì quay. Cái gì á? Tranh ảnh. Con bò, con trâu, con gà. Cái dân tộc nó người da đen này nó bò. Kiến, cái này kiến. Kiến treo tường, kiến để đó, treo tường, treo trong room. Cổ tiêu. Đấy. Là chậu hoa chắc là để trong phòng khách. Đó, trong trang trí trong phòng khách. Cái này là
là đẹp tuyệt vời. Ở quán này mấy là cà phê đá nè. Thấy đẹp không? Ồ, những cái kia nó làm cái hình này, cái hình cà phê đá. Đó, cà phê sữa đá. Ok, cái này ly vậy ta. Ly không có lấy ra được. Nó ấy cứng quá. Khu này là chảo. Khu này là chảo. Đây là chảo. Thank you.